Xin chào các quý anh chị nhà đầu tư, thành viên của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Vậy là một tuần nữa lại tiếp tục trôi qua và chúng ta gặp nhau ở đây để đi tìm chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất của mini game tuần 4 cũng như là đưa ra các gợi ý cho mini game tuần thứ 5. Vâng, ở phần đầu tiên thì có lẽ như các mini game tuần trước, cho phép Nam được đi tóm tắt lại những gợi ý của mini game tuần 4. Tuần vừa rồi cổ phiếu may mắn của chúng ta có chữ cái E, có chữ cái E ở trong mã cổ phiếu của mình. Điểm qua lại một chút các gợi ý của Exfin nhé. Đầu tiên thì E thuộc nhóm ngành nghề mang tính thiết yếu và ổn định, tăng trưởng bền vững, với mô hình kinh doanh của nó thì đơn giản nhưng mà hiệu quả thì cũng rất cao. Doanh thu và lợi nhuận của E thì thuộc top cao nhất ở trong các doanh nghiệp cùng ngành. Thêm nữa, E thì có cái cho mình cái vị thế độc quyền ở khu vực và các lĩnh vực mà mình tham gia, gần như nó không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và vì thế nó không chịu rủi ro cạnh tranh về giá thành phẩm đầu ra. Đó là một cái ưu thế có thể nói là cực kỳ lớn đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Về vấn đề cổ tức thì E thuộc nhóm các doanh nghiệp mà có thể nói là trả cổ tức tương đối bằng tiền mặt, tương đối là đều đặn, ở mức khoảng 4.5 đến 5%. Với anh chị nào mà theo trường phái đầu tư hưởng cổ tức thì có lẽ đến đây mọi người đã có thể hình dung được rất rõ là doanh nghiệp nào rồi. Vâng. Tiếp theo nữa thì E là một doanh nghiệp được Exfin đánh giá là hưởng lợi rất lớn từ cái dòng vốn FDI đổ vào khối các cái doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp. Và đồng thời thì về góc độ là mở rộng kinh doanh thì E cũng đang có cho mình một cái giai đoạn đầu tư mở rộng rất là tốt, và do đó nó mang lại cái tiềm năng về việc gia tăng công suất, và vì thế có tiềm năng tăng trưởng rõ rệt về dài hạn. Thêm nữa thì Exfin cũng có một cái gợi ý nhỏ bật mí với chúng ta, đó là E là một cổ phiếu mà được bà con ở trong xóm tích sản rất thích, bàn luận sôi nổi, và nó là một cổ phiếu mà chúng ta tìm đến khi chúng ta muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư theo hướng là cân bằng cái nhóm cổ phiếu tăng trưởng và nhóm cổ phiếu phòng thủ. Trên đây là các cái gợi ý về cổ phiếu E. Vậy thì chúng ta sẽ cùng với Nam chúng ta đi điểm qua một chút nhá, các câu trả lời như thế nào. Tuần rồi chúng ta có 251 câu trả lời. Vâng, các câu trả lời đầu tiên thì chúng ta phần lớn là BWE, cơ bản là BWE. Chưa có câu trả lời nào khác cả. À đây rồi, có anh Đức Huy trả lời là RE. Hey, anh Vũ Quang, vâng. Anh Vũ Quang rất vui vì đã trở thành người may mắn nhất của tuần 3. Cảm ơn anh rất phi. Đã bảo tuần này của mình cũng là BWE. Anh Vũ Quang là người chiến thắng của mini game tuần 3. Vâng, tuần này anh tiếp tục đưa ra câu trả lời là BWE. Rất cảm ơn anh Quang. Câu trả lời khác của chúng ta khá là tập trung vào BWE. Để Nam xin phép chúng ta kéo xuống cuối cùng. Vâng, cơ bản là BWE thôi. Đây rồi. Vâng, admin thì rất tích cực đi tìm các comment. Nam sẽ thả tim nốt các cái comment này. Ok, chúng ta sẽ control F một chút để kiểm tra xem là các câu trả lời chúng ta tập trung vào đâu. Đầu tiên sẽ là BWE. Chúng ta có 244 câu trả lời có mã cổ phiếu là BWE, gần như là 100%. RE chúng ta có 4 câu trả lời. Cơ bản tuần này câu trả lời của chúng ta rất tập trung vào mã cổ phiếu BWE. Vậy thì rất có lẽ đến đây thì mọi người cũng hình dung được câu trả lời chính xác là gì rồi, đúng không ạ? Nó sẽ rất khó có thể khác được ạ. Chính xác là BWE, và Nam sẽ đưa ra một chút, vâng, đưa ra một chút về các cái gợi ý của chúng ta, nói rõ hơn tại sao nó lại là BWE. Vâng, về cơ bản thì BWE là một doanh nghiệp mà hoạt động ở trong lĩnh vực đó là cung cấp nước sạch. Nước sạch thì đương nhiên rồi, nó là mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp này còn hoạt động ở trong một lĩnh vực khá là ít đối thủ cạnh tranh, đó là mảng thu gom và xử lý rác. Và lượng rác thải mà xử lý ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương thì các anh chị cũng có thể tưởng tượng được, với cái làn sóng FDI vào có thể nói là Việt Nam rất là mạnh những năm gần đây thì BWE được hưởng lợi rất nhiều ở cái vùng khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Đấy. Ngoài ra thì về vị thế của mình, nó là một doanh nghiệp độc quyền trong lĩnh vực cung cấp nước sạch và xử lý rác thải cho tỉnh Bình Dương. Hiện đang cung cấp gần như 100% nước sạch cho tỉnh này, và vì vậy nó không chịu cái rủi ro cạnh tranh về giá bán nước. Đấy.
Về cái việc mở rộng kinh doanh thì doanh nghiệp này đang mở rộng công suất của nhà máy để đáp ứng được cái nhu cầu từ số lượng nhà máy đang ngày một gia tăng ở trong các khu công nghiệp ở tại tỉnh này. Và cơ bản thì đây sẽ là một cái biến số rất quan trọng để chúng ta đánh giá được cái triển vọng tương lai của BW. Đáng nói hơn nữa là Bình Dương thì năm 2020 vừa rồi là đứng thứ 5 trong top các tỉnh mà thu hút FDI lớn tại Việt Nam. Do vậy mà triển vọng của doanh nghiệp này trong tương lai được Dịch thì đánh giá là tốt và là một cổ phiếu tích sản tốt, được ưa thích. Trong cái bật mí của Dịch thì cũng đã nói rồi là được ưa thích bởi bà con nhóm tích sản. Chúng ta đã công bố câu trả lời chính xác của tuần này là cổ phiếu BW. Chúng ta sẽ đến với phần quay số may mắn nhé. Như thường lệ chúng ta sẽ quay số ở trang random.com.vn để tìm ra chủ nhân của con số may mắn của tuần này. Chúng ta sẽ quay từ 1 cho đến 999, 365, con số khá đẹp. Wow, có luôn ạ. Tuần này chúng ta tìm được luôn chủ nhân của con số may mắn. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi bởi vì các câu trả lời rất tầm trung. Nick Facebook Brian Moon có lẽ là của một chị nào đó tên là Hằng hoặc tên là Nguyệt, đoán như vậy. Chị thì chưa có bài post nào ở trên cộng đồng. Có lẽ sau ngày hôm nay khi mà gọi điện để thông báo cho chị là mình đã là chủ nhân của câu trả lời chính xác may mắn thì admin sẽ có đôi lời để chị có thể tích cực hơn trong cái việc tham gia với cộng đồng. Chị Prime Moon, Facebook là Prime Moon, là chủ nhân của câu trả lời chính xác BW và của con số may mắn 365. Vâng, sau đây thì Nam sẽ đưa ra các cái gợi ý của mini game tuần 5 của chúng ta. Tuần này thì cổ phiếu của chúng ta sẽ có chữ H, sẽ có chữ H ở trong mã cổ phiếu của mình. H thì thuộc top 5 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất của sàn HOSE. Có 4 mảng kinh doanh chính và các mảng thì thuộc cùng một ngành và có thể hỗ trợ lẫn nhau rất tốt. Đây là một điểm có thể nói là rất rất tốt của mã cổ phiếu H này. Các sản phẩm của H thì hướng tới phân khúc khách hàng trung hoặc cao cấp, mang lại những trải nghiệm và những trải nghiệm có thể nói là đẳng cấp thế giới. Hiện tại thì các sản phẩm của nó thường nằm ở các vị trí đắc địa tại các thành phố lớn. Có lẽ là sau cái gợi ý thứ ba này chúng ta đã bắt đầu hình dung ra được cổ phiếu H là gì rồi. Triển vọng từ ngành của nó là rất lớn, với tốc độ đô thị hóa thì khi mà chúng ta nó hội tụ được các yếu tố như sau. Thứ nhất là tốc độ đô thị hóa của Việt Nam là rất là mạnh, nhu cầu đối với các sản phẩm của H thì tăng cao. Việt Nam thì sở hữu nhiều ưu thế tự nhiên tốt để thu hút khách du lịch này, đường bờ biển dài, bãi tắm, khí hậu rất là tuyệt vời, không khắc nghiệt. Và tiếp nữa là bình quân diện tích của nhà ở trên đầu người tại Việt Nam thì vẫn ở mức thấp so với khu vực trên thế giới. Ok, chúng ta đã có thể dung ra được ngành của doanh nghiệp này rồi nhé. Thứ nữa là doanh nghiệp này là số 1 trong ngành, tiềm năng phát triển thì bền vững là dài hạn. Đã là số 1 rồi, vâng, nhưng lại vẫn có tiềm năng phát triển rất là mạnh. Đấy. Và H thì sở hữu cái mô hình dự án phức hợp và dịch vụ tiện ích hỗ trợ độc nhất, không có doanh nghiệp nào trong ngành đó, và hưởng lợi từ tập khách hàng, quy trình định hướng từ tập đoàn mẹ vô cùng hùng mạnh. Vâng, đó là các gợi ý của cổ phiếu H trong mini game của tuần 5. Vâng, vậy là vừa rồi Nam đã cùng với quý anh chị chúng ta tìm ra được chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất cho mini game của tuần 4, cũng như là đã đưa ra các gợi ý cho mini game của tuần 5. Chúng ta sẽ tiếp tục mini game cổ phiếu may mắn cho tuần 5 và Agentfin mong là sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ cũng như các câu trả lời chính xác của anh chị có được từ việc chúng ta tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu sắc hơn nữa các cái mã cổ phiếu cũng như là danh mục cổ phiếu tích sản của Agentfin đưa ra, và cũng như là các cái danh mục mà từng anh chị của chúng ta có được cho chính bản thân mình. Đây là cái mục đích quan trọng nhất mà Agentfin đưa ra cho cái mini game cổ phiếu may mắn. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở buổi công bố kết quả của mini game tuần sau.